Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là cặp loa đến từ thương hiệu BMW 804 Nautilus. Đây là cặp loa BMW 804 Nautilus và em sẽ quay cận cảnh để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của đôi loa này. Đôi loa này, đây là phía trên của đôi loa. Đôi loa sử dụng một cái màng Kevlar đây. Đây là cái màng độc quyền mà đến tận ngày nay hãng mới thay đổi sang một cái màng khác. Đó, những dòng loa BMW từ đời này trở về trước thì là luôn luôn sử dụng cái màng Kevlar này. Màng Kevlar này thì trên thế giới người ta sẽ làm cái áo chống đạn. Đó, mặc dù rất nhẹ nhưng mà rất bền. Đó là cái đây là một cái loa chung với cái đường kính là đi 18 cm. Đó, loa chung, đây là loa chung của BMW 704, và phía trên đó là một cái loa siêu tép đôm. Đó, cái phần tép này thì các bác đã biết rồi, của BMW luôn luôn làm nổi như trên bề mặt này, bởi vì cái bản chất của dòng BMW là hãng luôn luôn làm riêng biệt các giải với nhau, từ giải tép, giải chung, giải bát, thì gần như là sẽ ba cái giải nó chỉ kết nối trên một cái thùng, và muốn hãng muốn luôn luôn theo cái tiêu chí là đặt riêng biệt, không liên quan đến bất kỳ một cái giải bát, giải chung, giải tép nào. Đó, đấy là cái điều rất đặc biệt ở dòng BMW. BMW thì những cái đôi loa đời mới như bây giờ thì hãng làm độc lập riêng biệt từ loa chung, loa tép, loa bát, đó chỉ gắn trên một chiếc thùng này thôi. Đó, rất là đẹp với cái thiết kế thùng bom bê. Đây là cái đặc trưng của dòng BMW rồi. Đó, thùng bom bê. Các bác nhìn là rất là đẹp. Đây là đôi loa 804 Nautilus Gold. Đó, tuyệt đẹp luôn. Với cái đôi loa 804 Nautilus này là với cái kích thước thùng cũng như là về cái dạng loa cây cột này thì các bác phù hợp với nhiều không gian để kê. Đó, cặp loa thì rất là đẹp. Và hôm nay thì em chủ yếu em quay cái hình thức, sau đó em sẽ test chất âm gửi tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái ốc vặn của cái loa chung nhé. Đó, đây là một cái ốc có thể vặn giữ cái loa chung. Đó, bởi vì loa chung nó sẽ không có ốc. Đó. Và đây là phía dưới là cái cầu loa. Cầu loa dòng BMW này thì là cầu loa đánh bi dạng BY. Thì nếu mà đánh BY thì các bác bỏ kết nối ra thì các bác sẽ đánh BY. Còn đây thì mình sẽ cắm đánh một cầu. Đó, đây là cái đặc thù của dòng BMW. Và cặp loa BMW 804S này, 804 Nautilus này. Hàng tuyệt đẹp. Đó, hàng tuyệt đẹp, và giá em đang giao lưu với quý vị và các bạn là giá 59 triệu nha, 59 triệu thôi. Giá vô cùng tốt thời điểm hiện tại. Cặp rất đẹp như này. Phía đằng trước của cặp loa 804 Nautilus này sử dụng một cái lỗ thông hơi. Đó. Cái lỗ thông hơi phía trước này thì rất là lợi thế khi các bác có thể kê sát tường được. Và loa BMW 804 Nautilus này sử dụng thêm hai cái loa bát 18 cm, sử dụng màng giấy, rốn là rốn Kevlar và cân cao su. Đó, vòng dòng này là sử dụng cái kiềng tròn đây. Đó, rất đẹp nha. Để quay rất chậm để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của bộ đôi sản phẩm này. Đó, màng rất là đẹp. Nói đến dòng BMW thì vừa 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 cái trung âm rất là tốt, và cái giải bát thì rất là mạnh mẽ và uy lực. Đấy. Quá tuyệt đẹp. Nói chung là cặp loa này thì không có gì để chê rồi các bác. Đó. Và bây giờ em sẽ quay qua hình thức cho các bác, và bây giờ em sẽ test chất âm để anh em ta cùng trải nghiệm cái chất âm của cặp loa này nhá. Xin mời quý vị.
here's a right away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside it. The postage is my soul. Contains a message for millions. Say key don't go. Thousand guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for saying, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring the message to millions. Say, keep on going. I said, keep on going. Oh, don't take my fun. Keep on going. Keep on going.
Tommy out again.